Những gì chúng ta thọ nhận trong đời này là do tạo nhân đời trước. Nếu bạn hiểu rõ tình hình sự thật, chúng ta ngày nay bất luận thọ nhận tai nạn gì, cứ yên tâm tiếp nhận. Do đời trước tạo nhân không tốt, hiện tại cần phải nhận quả báo. Nhận quả báo, công oán trời không trách người, thọ xong là hết rồi, là hết nợ rồi. Nếu như bạn nhận quả báo, bạn còn oán trời trách người, thì phiền phức lớn rồi. Đời này thọ nhận rồi, lại tạo nghiệp ác thì đời sau vẫn tiếp tục thọ nhận, nhận hoài không dứt. Cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi thì những gì chúng ta thọ nhận đến đời này là xong rồi, trả dứt nợ rồi, báo hết rồi. Một đời này nỗ lực tu thiện, nhất định không sát sanh. Không những không sát sanh mà còn nhất định không làm việc não hại chúng sanh. Không những không được làm mà còn không được có ý nghĩ này. Vậy thì tương lai quả báo của chúng ta sẽ tụt thắng. Đời này thời gian rất ngắn, cho dù sống đến 100 năm cũng chỉ thoáng qua như cái khải móng tay mà thôi.